chú chó cùng mẹ đi bán vé số để lo cho chị đi học. Nay mình đi đường gặp hai mẹ con cô bán vé số dễ thương này. Trời cũng tối rồi, trên chiếc xe đạp nhỏ, cô chở theo bé chó nhà mình cùng đi bán vé số. Mình tấp vô mua thì hai mẹ con cô niềm nở lắm. Bé Cún được ăn mặc sạch sẽ, ngoan ngoãn, ngồi trên cái ghế nệm êm ái mà mẹ tự chế. Gặp người lạ nhưng bé hiền lành cực kỳ, lúc nào ánh mắt cũng hiện lên ý cười, cho mình vuốt ve thoải mái, thậm chí còn thân thiết liếm mấy cái. Cô chia sẻ, hai mẹ con đi bán thêm để về lo cho chị nó học hành. Thấy hai mẹ con đáng yêu quá nên mình có ý định ủng hộ cô mấy tờ vé số, nhưng không cần lấy vé. Thế mà cô một mực không chịu, cô bảo khi nào trúng thì hẳn cho cô. Còn bé Cuốn thì cũng kiểu, đúng rồi chị, lao động là vinh quang, chị không cần cho em đâu. Trong đêm lạnh Sài Gòn cũng có nhiều điều đáng yêu như thế. Dù vất vả một chút nhưng nhìn là biết cô chăm sóc bé Cuốn rất tốt. Được sống cùng người nhân hậu như cô, chắc bé hạnh phúc lắm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.